Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên con đường khôi phục văn hóa truyền thống. Kính thưa quý vị, nhân quả báo ứng là có thật và đã được khoa học chứng minh là sự thật. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại hoài nghi và thốt lên rằng sao người kia ác thế mà vẫn sống tốt, lại giàu có? Sao người kia hiền lành thế lại gặp những điều chưa may mắn? Vậy nhận định bằng con mắt người thường của chúng ta như vậy có đúng không? Vấn đề này được giải đáp như thế nào theo giáo lý nhà Phật? Chúng ta hãy cùng khát vọng cuộc sống chiêm nghiệm qua câu chuyện sau đây về nhân quả báo ứng. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống này, chúng ta nhiều lần gặp phải sự việc thấy người hành xử ác mà vẫn sống thản nhiên, có khi lại còn sung sướng. Chúng ta cứ dây dứt hỏi vì sao lại thế, thậm chí còn buông lời than trời trách đất. Trong khi chúng ta sống không đến nỗi nào, lại không gặp may, cuộc sống vẫn khó nhọc, khổ cực, thậm chí lại còn chịu thiệt thòi. Bằng con mắt của người thường, chúng ta khó mà lý giải, nhưng Phật Pháp đã giảng thiện ác hữu báo là chân lý, chỉ là chưa tới mà thôi. Câu chuyện cổ mà Khát vọng cuộc sống kể cho quý vị nghe sau đây sẽ làm minh tỏ điều đó. Xưa có một thanh niên tên là Gia Nhất Minh. Vì bất bình trước những việc làm xấu xa của tên ác bá trong vùng mà anh ta đã khăn gói lên đường để trình báo với quan tri phủ. Nhưng Du Nhất Minh chưa kịp tấu trình bản cáo trạng đã bị thuộc hạ của tên ác bá hãm hại, đành cay đắng bỏ mạng nơi đất khách quê người. Khi linh hồn lìa khỏi thân xác, anh lần lượt chứng kiến cảnh người qua đường an táng vội vàng thi thể của anh. Rồi cha mẹ già ở nhà nhận được hung tin đã khóc ngất tới mức tưởng như chết đi sống lại. Giang Nhất Minh muốn chạy đến an ủi họ mà không thể được, bởi âm dương cách trở. Anh chỉ còn biết căm hận trong lòng mà hóa thành quỷ hồn để đi tìm tên ác bá trả thù. Đúng lúc ấy, từ không trung bay tới hai sợi dây thần, một trắng một đen, trói chặt lấy linh hồn của Gia Nhất Minh. Sau đó, trước mặt anh hiện ra một người áo trắng và một người áo đen, trên tay cầm cây gậy đại tang. Họ không nói lời nào đã giải anh đi. Gia Nhất Minh biết rằng hai vị sai nha kia chính là Hắc Bạch Vô Thường, là quỷ lại chuyên hộ tống các linh hồn người chết trở về âm phủ. Gia Nhất Minh liền nói: "Hai vị lão gia, tôi bị tên cường hào ác bá hại chết, xin hãy đợi tôi đi báo thù, sẽ để các ông tùy ý xử trí." Hai vị Hắc Bạch sai nha đó không để ý đến lời khẩn cầu ấy, mà vẫn trói chặt Gia Nhất Minh, đưa anh ta đến một nơi sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Không biết đã qua thời gian bao lâu, Gia Nhất Minh bị quăng vào một nơi tối đen như mực, sau đó lại được một tên quỷ khác giải vào trong tòa điện lớn. Ở đây sương khói mờ ảo, các linh thể bay lại lượn lờ. Bên trên ngay giữa chánh điện có một người đang ngồi uy nghiêm, nhưng vì sương mù dày đặc nên không thể nhìn rõ dung mạo. Gia Nhất Minh nghĩ bụng: "Đây hẳn là Diêm La Vương trong truyền thuyết." Gia Nhất Minh trong lòng phẫn uất, thù lớn chưa kịp báo đã bị bắt đến đây. Vậy nên anh muốn hỏi Diêm Vương cho rõ ngọn ngành. "Bẩm Diêm Vương, vì sao tôi phải chết, còn kẻ hại tôi lại được sống ung dung như vậy?" "Nhà ngươi chỉ cần biết một câu này thì đã đủ rồi. Muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng kiếp này. Muốn biết quả tương lai, xem nhân gieo hiện tại. Thiện ác phân minh, nhân quả báo ứng là thiên lý. Công đạo của trời sẽ không thiếu nợ nhà ngươi chút nào cả." Người trên điện trả lời giọng rền vang như sấm. Gia Nhất Minh trong lòng không phục, bèn nói: "Người thiện lương mà vẫn bị hãm hại, kẻ hành ác lại không bị báo ứng, làm sao tôi có thể tin rằng thiên lý là công minh? Được thôi, nhà ngươi có hai lựa chọn: hoặc là uống canh mành bà rồi theo công đức ít nhiều mà đi đầu thai chuyển kiếp, hoặc là ta sẽ cho nhà ngươi hiểu rõ thiên cơ, nhưng đổi lại sẽ làm chậm trễ thời gian đầu thai. Sau này ngươi cần phải hao tổn dương thọ để bù lại. Một giờ nơi âm gian là một năm nơi dương thế. Nhà ngươi hãy nghĩ cho kỹ."
người trên điện nói: "Tôi vẫn muốn xem thử cái gọi là thiên cơ mà ngài nói đến là thế nào. Dù có đầu thai chuyển thế muộn mấy năm, tôi cũng không tiếc." Gia Nhất Minh nói chắc như đinh đóng cột: "Được rồi, quân bay đâu, hãy đưa người này đi ngộ đạo trong cõi luân hồi." Diêm Vương vừa dứt lời, hai quỷ sai từ trên điện đi xuống, đeo lên đầu Gia Nhất Minh một cái vòng sắt, rồi căn dặn anh ta không được gỡ đi, nếu không sẽ hồn bay phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Còn nếu muốn đầu thai trở lại, thì chỉ cần gõ vào cái vòng ba cái, tự nhiên sẽ có người dẫn anh ta trở về. Sau đó quỷ sai đưa Gia Nhất Minh đến trước một cái hang, trên đó viết hai chữ ngộ đạo, rồi đẩy anh ta xuống. Gia Nhất Minh lại trở về nơi quen thuộc, chỉ có điều là nơi đây toàn một màu xám xịt, không có ánh sáng mặt trời. Gia Nhất Minh nhìn thấy có rất nhiều người cũng đội chiếc vòng sắt giống như mình, ai nấy cũng đều bước đi vội vã. Khi Gia Nhất Minh lên tiếng chào hỏi, thì họ chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng rồi đi mất, chứ không dừng lại nói với anh ta câu nào. Cũng có người nhắc rằng, anh có việc gì cần làm thì hãy làm mau lên, tránh phải hao tổn dương thọ đời sau. Gia Nhất Minh quyết định về thăm nhà, nhìn thấy cha mẹ vẫn chưa hết khóc thương mà đau xót bàng hoàng. Vì không thể làm gì hơn nên anh bèn dập đầu bái lại song thân, rồi lên đường tìm tên ác bá. Lúc này tên ác bá đang nằm ngủ trên giường, vây quanh hắn cũng có rất nhiều quỷ hồn giống như Gia Nhất Minh. Xem ra kẻ thù của hắn cũng nhiều vô số. Trong những quỷ hồn đó, có kẻ tiện tay bắt mấy con muỗi ném lên mặt tên ác bá, khiến hắn ta vừa ngủ vừa tự tay bóp bóp tát vào mặt, đến mức mặt hắn ta bị chính tay mình tát đến sưng phù cả lên. Cũng có quỷ hồn không biết từ đâu đến, bắt mấy con bọ ném vào miệng hắn ta. Những quỷ hồn đứng bên cạnh ngặt nghẽo cười khoái chí. Một quỷ hồn nhìn thấy Gia Nhất Minh, bèn nói với đám quỷ hồn rằng lại có thêm một người đến tìm hắn ta tính sổ nữa. Chúng quỷ hồn bèn nhường đường để Gia Nhất Minh vào trúc dần. Gia Nhất Minh vội chạy đến, vừa định giết chết hắn ta cho hả giận, khiến tên ác bá ho sặc sụa vài tiếng thì đã bị đám quỷ hồn ngăn lại. Cái tên mới đến nhà ngươi thật không biết phải trái gì cả. Nếu như giết chết hắn rồi, hắn ta xuống âm gian cũng có bản lĩnh như chúng ta. Khi đó chúng ta làm sao mới trút được mối hận trong lòng đây? Nhà ngươi không thể chỉ vì vui sướng nhất thời mà cho tên đốn mạc này được dễ dàng như vậy. Nếu còn tiếp tục khinh suất nữa, chúng tôi sẽ không cho nhà ngươi đến gần ông ta nữa đâu. À, thì ra là như vậy. Gia Nhất Minh thầm nghĩ, trẻ chết có những kẻ xấu chết mau lẹ, lại có những kẻ ác nhân phải chết chậm một chút, chính là sống để chịu tội mà. Gia Nhất Minh liền đi theo đám quỷ hồn đó, ngày qua ngày nghĩ cách chọc ghẹo tên ác bá cho hả giận. Nhưng sau một đoạn thời gian, họ dần dần cảm thấy vô vị. Nhìn thấy cha mẹ và thân nhân của tên ác bá, họ đều là những người vô tội. Gia Nhất Minh bèn khởi sinh thiện niệm, tự nhủ rằng trần duyên đã hết, mối hận thù trong lòng cũng tự nhiên tiêu tan. Cuối cùng anh ta bèn gõ vào cái vòng trên đầu ba cái. Quả nhiên có quỷ sai đến dẫn anh ta về lại điện Diêm Vương. Về sau, Diêm Vương xét rằng anh có lòng hướng thiện, bèn để anh uống canh mạnh bà, rồi chuyển sinh vào một gia đình phú quý. Kính thưa quý vị và các bạn, xưa nay trời xanh có thiên lý, vạn sự vạn vật đều phải tuân theo chính lý mà hành xử có chừng mực, sống tử tế. Kẻ hành ác sẽ phải gặp báo ứng, chỉ là trước hay sau. Còn chút thời gian quý báu khi còn sống cũng là từ bi của vũ trụ dành cho họ sám hối sửa sai. Cũng là chỉ còn vài bữa ăn ngon cấp cho họ, sự hưởng lạc cuối cùng trong chỗ phúc phận còn lại của họ. Hết rồi thì điều gì tới cũng sẽ phải tới. Nếu họ không nhận biết được tốt xấu đúng sai thì chắc chắn hành ác sẽ hạ địa ngục, khó có ngày tái sinh. Vì vậy, dù trong khó khăn, chúng ta lại càng phải bảo trì thiện lương hơn nữa, sống thật thà, kính tín thần Phật để luôn được sự bảo hộ của đấng tạo hóa và vượt qua hết thảy mọi khó khăn trong giai đoạn mạt kiếp tối hậu này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.
trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa này cho cộng đồng. Đồng thời nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát vọng cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.